Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life I found its missing piece. So as long as I live for love, you will have it all, you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live alone, so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, ooh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautiful. Yêu thương sớm chiều.
Tàu là tàu thương cao, tàu quấn quanh buồn cao, tàu thủy chung dây tàu, cầu đứng bên dương cầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, cầu lẽ đôi dây tàu, cầu buồn buồn làm sao. Tàu là tàu thương cao, tàu ước mơ làm sao. Cầu ơi cầu thương cầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, cầu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn. Cầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp đầu cao. Trầu mà trầu xa cao, trầu nhớ nhớ làm sao. Cao ơi cao xa trầu, cầu lẻ loi buồn rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi cầu trầu, duyên tình đẹp trầu cao. Cao đẹp dưới dây trầu, cùng quấn quýt nhau, cùng thương mến nhau. Cao bên lá trầu xanh, thắm duyên ôm ấp mây. Tàu là tàu thương cao, tàu quấn quanh buồn cao, tàu thủy chung dây tàu, cầu đứng bên dương cầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, cầu lẽ đôi dây tàu, cầu buồn buồn làm sao. Tàu là tàu thương cao, tàu ước mơ làm sao. Cầu ơi cầu thương cầu, cầu ước mơ tình đầu. Lời nguyện thề bên nhau, tình mãi luôn gần nhau, cầu ước mơ ban đầu, duyên nồng đừng buồn đau. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn. Cầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên trầu còn quấn quýt bên nhau, trầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp đầu cao. Tàu mà tàu xa cao, tàu nhớ nhớ làm sao. Cầu ơi cầu xa tàu, cầu lẻ loi buông rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi cầu trầu, duyên tình đẹp đầu cao. Xa cao trầu nhớ, dáng cao trầu buồn. Cầu ơi sao thương quá, cao ơi sao mặn mà. Duyên cầu còn quấn quýt bên nhau, cầu xanh bao nhiêu lá, tình cao thêm đậm đà. Cao ơi chung tình cùng trầu xanh, bên nhau đừng để duyên lỡ làng. Muôn đời tình hồn bên nhau mãi, trăm năm duyên tình đẹp đầu cao. Tàu mà tàu xa cao, tàu nhớ nhớ làm sao. Cầu ơi cầu xa tàu, cầu lẻ loi buông rầu. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi cầu trầu, duyên tình đẹp đầu cao. Tình là tình cho nhau, tình mãi luôn gần nhau, duyên kiếp đôi cầu trầu, duyên tình đẹp đầu cao. Chọn được một cái khung giờ đẹp nhất ngày hôm nay, kết hợp với tất cả các quý vị cùng với đôi bên gia đình tổ chức trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi đặt tài xin tới trai em Ngọc Lan và Phong Phú. Của tất cả các quý vị đại biểu khách quý, các cụ ông, cụ bà, các bậc cao niên, các cụ cao
cao tuổi, cùng toàn thể quý chị và các bạn, chúng ta đã và đang có mặt tại phòng trà của gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, những người làm chương trình chúng tôi xin được phép thay lời từ phía gia đình, đỡ lời từ phía hai em Ngọc Lan và Công Phú, trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Các cụ, các ông, các bà, các bác, anh, các chị được sự ủy quyền của họ Bùi Quang, tôi xin phép được giới thiệu thành phần của họ nhà gái để tham dự buổi lễ ăn hỏi của hai cháu, cháu Ngọc Lan và cháu Công Phú. Tôi xin trân trọng giới thiệu về phía họ nội của cháu Lan. Giới thiệu với các quý vị, ông Bùi Hồng Lục là chủ tịch hội đồng gia tộc và trưởng chi của họ Bùi Quang chúng tôi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu những người là bác ruột và bác dâu của cháu Lan. Tôi xin giới thiệu họ ông Giảng là bác ruột, ông Thủy và bà Mai là bác của cháu. Xin đề nghị ông Thủy và bà Mai đứng lên để chào các quý vị và quan viên ở hai bên. Tiếp theo là ông Trung và bà Duyên là bác ruột của cháu Lan. Đề nghị ông Trung và bà Duyên đứng lên. Và tôi xin trân trọng giới thiệu bà Lý là bác dâu của cháu Lan. Xin mời bà Lý đứng lên để kính chào các quý vị. Xin trân trọng giới thiệu bà Nhung và ông Tiến là bác của cháu Lan. Xin cảm ơn bà Nhung. Xin trân trọng giới thiệu về phía họ ngoại của cháu Lan. Xin giới thiệu là có bà ngoại của cháu Lan hôm nay cũng có mặt, xin cảm ơn bà. Xin trân trọng giới thiệu là bác sĩ, ông Sĩ và bà Đỏ là bác ruột của cháu Lan. Xin kính mời ông bà đứng lên để chào. Xin trân trọng giới thiệu với các quý vị, người sinh thành ra cháu Lan hôm nay là ông Lập và bà Duyên. Có lời chào tất cả các quý vị. Xin mời ông Lập và bà Duyên. Xin bà Nhung. Ông Lập và bà Nhung là người thân sinh ra cháu Lan. Tham dự trong cái buổi lễ ăn hỏi hôm nay, về phía bên nội và bên ngoại thì còn có các bác, các dì tham dự, cùng toàn thể các bà con lối xóm, các anh, các chị của cháu Lan hôm nay cũng có mặt đông đủ. Thay mặt cho họ nhà gái xin chân thành cảm ơn sự có mặt của họ nhà trai và xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc trong cái ngày buổi lễ ăn hỏi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, và đỡ lời từ phía gia đình, đỡ lời từ phía hai em, chúng em xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tình cảm của mắc đại biểu của gia đình họ nhà gái đã cùng thay lời từ phía gia đình họ nhà gái chúng tôi chân quý giới thiệu tới quý vị về thành phần đoàn tham dự chương trình lễ ăn hỏi nạp tài và xin cưới của các con, các cháu của mình, đó chính là Ngọc Lan và Công Phú ngày hôm nay. Kính thưa quý vị,
Như quý vị cũng đã thấy rồi, trải qua một quá trình yêu thương tìm hiểu, trải qua những thăng trầm, những yêu thương trong cuộc sống, thì ngày hôm nay chính thức thay em của chúng tôi, Ngọc Lan và Công Phú đã được đôi bên gia đình chính thức với những cơ chầu sính lễ tổ chức trọn vẹn chương trình lễ ăn hỏi, đám tài và sinh cưới. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa. Xin mời quý vị hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật giòn và thật dài đến chương trình lễ ăn hỏi, nạp tài và sinh cưới cho em Ngọc Lan và Công Phú. Xin bắt đầu, bắt đầu. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và chào đón tiếng nói phát biểu, lời thư truyện, lời giới thiệu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và bác sẽ cùng phát biểu với các nội dung. Nội dung thứ nhất đó là giới thiệu về thành phần đoàn tham dự chương trình lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai. Nội dung thứ hai, bác sẽ xin phép với tất cả các quý vị giới thiệu về tất cả các phần sinh lễ ăn hỏi ngày hôm nay mà nhà trai đã cùng mang tới với gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai bên hai họ, hai gia đình, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè nam thanh nữ tú của cô dâu và chú rể. Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Nguyễn Công Sơn, là bác của cháu Phú. Hôm nay rất vinh dự được sự tín nhiệm của ông Nam và Năm, sự nhất trí của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà trai chúng tôi đã bầu cử tôi thay mặt cho phái đoàn của nhà trai nên có lời phát biểu trong những ngày long trọng của hai cháu hôm nay. Người đầu tiên tôi muốn giới thiệu với các cụ, công, các bà bên họ nhà gái là trưởng họ, dòng họ Nguyễn Công, và chúng tôi là ông Nguyễn Công Ân. Mời em ơi. Và ông Dần là em ruột của bà nội cháu Phú trong bàn hôm nay. Và tiếp sau đó là ông Nam, bà Năm là người đã sinh thành ra cháu Phú. Và xin chân thành cảm ơn. Và các bác anh của bố cháu là bác Nguyễn Công Hà, Nguyễn Công Khương, Nguyễn Công Vinh và Nguyễn Công Minh là anh của bố cháu, anh con nhà bác của bố cháu. Và bác Phương cùng toàn thể các bác dâu, các thím dâu và các cháu cũng có mặt rất đông đủ trong ngày lễ long trọng ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thì qua một khoảng thời gian tìm hiểu của hai cháu, cháu Phú và cháu Lan, thời gian đã đủ chín mùi để các cháu kết duyên vợ chồng. Hôm nay được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi hai cháu thường trú, cũng như là sự nhất trí của hai ông bà Nam Năm và ông bà Lập Nhung, hôm nay đã chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ ăn hỏi cho các cháu. Hôm nay là thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai chúng tôi là xin được rất là cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của các cụ, các ông, các bà đã dành cho họ nhà trai chúng tôi. Và họ nhà trai chúng tôi cũng xin được ra mắt 7 cái sinh lễ hôm nay. Lễ vật để dành cho công việc trăm năm của các cháu. Lễ vật là tuy rằng không lớn nhưng đã chứa đựng đầy đủ tấm lòng mà họ nhà trai chúng tôi đã dành cho họ nhà gái và công lao nuôi dưỡng dục cháu Lan đã trưởng thành để đến ngày hôm nay. Gia đình họ nhà trai chúng tôi rất được vui mừng và rất là muốn được họ nhà gái tiếp nhận lễ vật tuy không lớn nhưng mà đã chứa đựng rất đầy đủ quại ý nghĩa và tình cảm ngày hôm nay họ nhà trai chúng tôi đã mang đến. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, và với tình cảm đặc biệt này thì ngày hôm nay bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị khách quý, giới thiệu rất đầy đủ về thành phần đoàn tham dự chương trình lễ ăn hỏi của gia đình họ nhà trai ngày hôm nay, và cũng xin phép được giới thiệu với tất cả các mâm sinh lễ rất đủ đầy theo đúng phong tục tập quán cưới hỏi của người Yên chúng ta đã cùng trở về đây. Xin phép được kính cáo gia tiên cảm ơn tổ đường của gia đình họ nhà gái và tổ chức trọn vẹn chương trình đầu tiên trong chuỗi chương trình lễ cưới của các con, đó là chương trình lễ ăn hỏi. Kính thưa quý vị, và với tình cảm đặc biệt này thì bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và chào đón với tiếng nói phát biểu, lời đáp từ, lời đón nhận của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng ta. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa
các ông các bà cùng toàn thể cô bác chú dì, anh em con cháu của đôi bên gia đình, nhà gái nhà trai. Trước hết tôi xin thay mặt cho gia đình nhà gái xin được gửi đến gia đình nhà trai cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý đã đến dự buổi lễ ăn hỏi của hai cháu chúng tôi là Ngọc Lan và Công Phú, và xin gửi đến quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất và chúc cho buổi ăn hỏi, buổi lễ ăn hỏi và xin cưới của hai cháu chúng tôi được thành công tốt đẹp. Và tôi cũng xin được thay mặt cho gia đình nhà gái xin cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai về những lời hay ý đẹp nói về hạnh phúc của hai cháu và đôi bên gia đình chúng ta. Và chúng tôi thấy đôi bên gia đình chúng ta đã cùng chung vui trong buổi ăn hỏi hôm nay, và chúng ta đã cùng với toàn thể đôi bên gia đình chúng ta đã đến đây để dự lễ ăn hỏi và là buổi tổ chức buổi ăn hỏi cho hai cháu được thành công tốt đẹp. Và chúng tôi xin được nhận quà của lễ của gia đình bên nhà trai đã gửi đến nhà gái chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, lời phát biểu thì hôm nay ý gọn, bác chọn từng điều, bác cũng chọn từng câu. Trước cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới quý vị khách quý. Và sau đó thì bác cũng xin được đại diện cho gia đình họ nhà gái đón nhận tất cả các mâm sinh lễ rất đủ đầy của gia đình họ nhà trai được cùng mang tới ngày hôm nay. Và bây giờ để cùng gắn kết tình thông gia hai nhà như một, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Chúng ta sẽ cùng bắt tay nhau thật chặt được không ạ? Gắn kết tình thông gia hai nhà như một kể từ ngày hôm nay. Và xin mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình. Cảm ơn thiện duyên của hai bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai và nhà gái ngày hôm nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, ngày xưa. Chữ tình, chữ duyên, ngày nay, ngày nay. Kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông gia giờ khăn khiết. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau, ngày xưa ngày xưa. Chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông gia giờ khăn khít. Sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắt son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng,
thuyền đã sang sông, đậu bến huyền ương đang đình đang. Duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm, không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Và xin cưới của hai em đã được diễn ra rất thành công, mê mãn. Với sự chúc phúc của tất cả các quý vị khách quý, sự minh chứng của đôi bên gia đình. Và ngày hôm nay với chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng hạnh phúc cho gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Và mong muốn tình đoàn kết thông gia của hai bên gia đình sẽ được gắn kết với bước 1. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị với bước 2. Đó chính là chương trình lễ vu quy diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm Quý Mão. Và bây giờ một lần nữa, những người làm chương trình chúng tôi xin được mời quý vị hãy dành những chào vào tay thật lớn, thật nồng nhiệt, chúc mừng cho thành công của chương trình ngày hôm nay. Với những chào vào tay yêu thương của quý vị, Duyên sự có mặt của đại gia đình chúng tôi có mặt tại sân khấu, trao và gửi với xính lễ, đó chính là xính lễ xin cưới. Cũng xin phép được khép lại chương trình lễ ăn hỏi nạp tài xin cưới của hai em chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi xin được thay lời từ phía gia đình, đỡ lời từ phía hai em. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều với tình cảm của tất cả các quý vị đã cùng trở về với gia đình chúng tôi trọn vẹn trong buổi sáng này. Một lần nữa, xin được kính chúc quý vị cùng với gia đình có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Chúc tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi keo sơn, đời đời bền chặt. Chúc tình cảm của hai em trong năm tình viên mãn, tràn đầy nghĩa phu thê. Và bây giờ xin mời lời cảm ơn của bác chị đại diện của gia đình họ nhà gái. Các bác anh chị, như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong cái nghi thức ăn hỏi và cái lễ xin cưới của hai gia đình, nhà trai và nhà gái. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị cùng nghỉ giải lao và sau đó thì dự bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Vâng, và kính thưa toàn thể, xin các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến. Như vậy là chương trình biểu diễn đàn và hát dân ca quan họ. Thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, và người xưa vẫn thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Vì vậy trong mỗi cái hát quan họ thì người quan họ chúng em không bao giờ bỏ qua được câu hát mời nước và mời trầu. Về nước thì người xưa bảo hai tay lưng chén em mời, trà thơm thơm dịu cả mười ngón tay. Về mời trầu thì người xưa lại bảo trầu xanh cau trắng chay hồng, vôi pha với nghĩa thuốc lồng với duyên. Vâng, thật đúng là mấy khi quán quân chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà để mời người xơi. Trà này hương ngọc người ơi, đạo trà tình nghĩa cho tôi bằng lòng. Muốn câu quan họ thêm lồng, cho tình thêm thắm, cho lòng thêm thương. Đến đây kết nghĩa cương thường, chén trà dẫn giọng quỳnh tươm đượm lồng. Trà ngó thét tương phùng, hỏi người cho ngỏ tơ lòng được không. Và trọng kính mời trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý cùng sơn vào khẩu trầu với một chén nước của người quan họ chúng em với câu hát mời nước mời trầu, hay còn là khách đến chơi nhà dân ca quan họ lời cổ. Xin trọng kính mời toàn thể quý vị cứ thưởng thức đón nghe tiếng hát của chị hai, chị ba quan họ chúng em. Và trước khi vào canh hát, xin toàn thể xin các cụ, các ông, các bà, quý vị quý một tràng vỗ tay thật giòn giã chúc cho chú rể và cô dâu cha năm hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị khách quý rất nhiều ạ. Oh,
chầu tình, chầu lót, chầu phường, chầu mình, chầu ta. Chầu này em đem tối đêm qua, giấu thầy giấu mẹ đem ra mời người. Và xin đón nhận tình cảm rất là cao quý của toàn thể trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị quý đã dành cho chị Hai, chị Ba Quan Họ Chúng Em với câu hát Mời Nước Mời Chầu, hay còn là cách đến chơi nhà dân ca Quan Họ Lời Cổ. Và câu hát Mời Nước Mời Chầu vừa rồi cũng như Quan Họ liền chị chúng em đỡ lời xin dành cảm ơn trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý đã bớt chút thời gian và ngọc của mình để có mặt trong buổi chiều hôm nay, uống nước chầu và dự một bữa tiệc thân mật chung vui cùng với gia đình để chúc cho chú rể và cô dâu trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị khách quý kính mến, thật đúng là mấy khi quanh quân chơi nhà đốt than quạt nước pha trà để mời người chơi. Trà này quý vầy người ơi, mỗi người mỗi chén cho chúng em vui lòng. Em muốn cho sông cạn đất liền để em đi này kẻo phiền đỏ sang, và ước gì sông hẹp một gang bắc cầu dài yếm để mời chàng sang chơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể trên các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, thật đúng là chim khôn đỗ lóc nhà quan, trai khôn tìm vợ và gái ngoan tìm chồng. Chim khôn mắc phải lưới hồng, nếu ai gỡ được trả công lạng vàng. Đền vàng thì người con họ chúng em cũng chẳng lấy vàng, nếu anh gỡ được thì nàng phải lấy anh. Và để tiếp theo chương trình, mấy trọng kính mời trên góc cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý cùng thưởng thức đón nghe tiếng hát của anh Hai, chị Hai, chị Ba con họ chúng em với câu hát rằng: Ba quan một chiếc thuyền nan, có về với hội có gái ngoan tầm chồng. Yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt nước lại bằng ba đứng gần. Em còn son và anh cũng còn son, ước thì ta được làm con một nhà, để em về thưa với mẹ cha. Xin trọng kính mời trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý cùng thưởng thức và đón nghe tổ khúc Giao Duyên Ba Quan. Anh Hai, chị Hai, chị Ba con họ chúng em xin ca tiếp. Đi làm cưới chị em ơi, như chị em mình ơi. Ba con đi một chiếc mà chiếc thuyền dòng, có về là về với hội có công, tôi công tôi đi tìm một mấy dấu tình rằng. Cô cả cô hay có biết đi không? Bye.
với đời ôm mây số tình mời cô cả cô hai xa hạt đi chơi. Trên trời có đám mây say, có con ngựa bành bành chạy quanh gầm trời. Ôi sao tình dặn, ôi sao tình đôi ta muốn lấy nhau chơi, nhưng cái duyên chưa định gì thì trời chưa sẽ. Nhưng ý đôi bên nước bờ tre, nhưng cái duyên đã định trời sẽ tự thành. Ba đồng một sợi chỉ đã áo vòng câu vá vào áo hy tơ. Gặp chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời sơn miếng trầu xanh thắm đầu, trầu xanh câu trắng chân hồng, đẹp dân vài phần tơ hồng trời xe. Dạ, thay mặt cho chị cả chị hai, xin mời anh hai ra hát với chúng em điều mời trầu. Một miếng trầu không ăn gầm này, không ăn gầm này, cho nhau bằng lòng. Trầu này trầu tình trầu tình, trầu này trầu tình trầu tình, ăn ăn đi vào cho đỏ. Và kính thưa toàn thể trên các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị khách quý kính mến, thật đúng là hôm qua nhận được thiếp mời và hôm nay sum họp có đôi mấy vần. Và xin chúc cho đôi bạn như Tấn với Tần và chúc mừng sáng mới xin một cậu con trai, và chúc hoa nở sớm mai lung linh trong nắng vàng rực rỡ, và chúc hồng chấm nở khẽ phập phồng như hơi thở của nhau. Vậy một lần nữa xin trọng kính mời trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý cùng nước sơ trầu để thấy vui đượm của trầu và lòng của vôi, và để chứng tỏ tình yêu của chú rể và cô dâu cũng đã thắm đượm như là trầu với cau.
Và xin mời quý vị khách quý này cùng đến với Hội Liêm tìm người con gái qua câu hát Tìm em trong chiều Hội Liêm, một sáng tác rất nổi tiếng của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Trung. Xin trọng kính mời toàn thể trên các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý vị khách quý cùng thưởng thức và đón nghe. Tìm
đang lấp lánh là yêu thương như tương lai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh đi thương. Làm sao khi phút tóc em và làm sao nói cùng em nhớ thương. Và em đã bên đã biết yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn.
Thank you.
gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Chần chờ gì trong ấy em đây. Chần chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do. Em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Yes I do. Anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do. Em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì. Hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do. Anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do. Anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Chúng tôi xin được thay lời từ phía gia đình, đỡ lời mời từ phía hai em Ngọc Lan và Công Phú, trân trọng gửi tới toàn thể các quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào thân thiết nhất. Anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, trước trọng kính mời hai bác, chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía sân khấu của gia đình, có đôi lời phát biểu ý kiến và thư chuyện trong chương trình lễ vô quy của các con. Xin được trân trọng kính mời gia đình, nhà gái và nhà trai. Kính thưa quý vị, và bây giờ để mở đầu với câu chuyện trong năm trong chương trình lễ vô quy của hai em, ngay sau đây ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời và chào đón tiếng nói phát biểu, lời thư chuyện của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Trân trọng kính mời. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ, hai gia đình, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể bạn bè nam nữ thân thiết của hai cháu chú rể Công Phú và Ngọc Lan. Hôm nay được sự ủy quyền của ông Nam bà Năm, tôi xin phép được thay mặt cho phái đoàn của họ nhà trai cùng toàn thể các cụ, ông, các bà bên họ nhà trai xin phép được thực hiện cái nghi lễ vu quy của hai cháu trong cái ngày lễ trọng đại hôm nay. Lời đầu tiên xin được gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, ông, các bà, hai họ, hai gia đình. Một sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, ông, các bà, qua sự tìm hiểu của hai cháu
đến hôm nay thực sự đã được chín mùi rồi, được sự đồng ý của chính quyền địa phương cũng như là của hai bên gia đình. Hôm nay đã lựa được ngày lành tháng tốt, chính thức làm lễ vu quy cho hai cháu. Họ nhà trai chúng tôi sau khi được phép của họ nhà gái đã hôm nay đã kính đã có cây trầu xin dâu, để trước hết để kính dâng lên gia tiên, thì xin phép các cụ, mong các cụ chấp thuận cho, và cũng xin phép ít phút nữa là giờ tốt sẽ điểm, và chúng tôi xin phép được cùng mời, kính mời các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái sẽ trở về hôn trường của nhà trai chúng tôi thì làm lễ thành hôn cho các cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn và đón nhận với tiếng nói phát biểu, lời tư truyền của bác đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai ngày hôm nay được không ạ? Chúng con xin được trân trọng cảm ơn bác. Và bây giờ, trân trọng kính mời với tiếng nói phát biểu đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa quan viên hai họ, trước hết thay mặt cho gia đình nội ngoại bên nhà gái, chúng tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể gia đình nhà trai đôi bên lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quan viên hai họ, hôm nay theo truyền thống và nghi thức của địa phương, gia đình nhà trai đã đưa lễ xin dâu và gia đình nhà gái đã nhận lễ xin dâu để chúng ta chuẩn bị tổ chức dẫn cháu về hôn trường để tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Và chúng tôi cũng xin nhận lời của gia đình nhà trai để cùng với gia đình nhà trai dẫn cháu về hôn trường để tổ chức buổi lễ thành hôn cho các cháu được thành công tốt đẹp. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều với tiếng nói phát biểu đáp từ đáng nhận của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, như bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng đã thông báo với tất cả các quý vị, cũng đã xin phép với gia đình họ nhà gái, đó là gì? Gia đình họ nhà trai đã có một cây trầu xính lễ trở vào phía bên trong tư gia của gia đình và đã được gửi trao tới người mẹ thân yêu của Ngọc Lan. Và gia đình chúng tôi đã có nhiệm vụ là gì? Đó là đã cùng di chuyển với xính lễ đó vào phía bên trong tư gia của gia đình trước bàn thờ gia tiên. Một lát nữa các em sẽ cùng thắp hương gia tiên và cảm ơn tổ đường trong ngày vui hạnh phúc. Và với tiếng nói phát biểu đáp của hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình ngày hôm nay cũng chính thức gắn kết tình cảm của hai em Ngọc Lan và Công Phú, cũng là gắn kết tình cảm của hai bên gia đình. Và bây giờ chúng con xin được mời hai bác ạ, chúng ta hãy cùng bắt tay nhau thật chặt được không ạ? Và chúng tôi rất muốn quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn nữa cùng chúc mừng cho đôi bên gia đình chúng tôi ngày hôm nay, cũng là gửi lời cảm ơn chân thành đến hai bác trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn đến từ quý vị để cùng chúc mừng cho chú rể Công Phú của chúng tôi ngày hôm nay được không ạ? Bây giờ xin được trân trọng kính mời bà sẽ cùng dẫn con rể của mình vào phía bên trong tư gia của gia đình được phép đón Ngọc Lan. Rồi bời để anh được thấy em luôn mỉm cười.
love you. I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên anh, để chẳng may đường về chưa đông đã xe, có bàn tay chở che em này. Cái gật đầu dù chẳng sang giàu nhưng chỉ cần được bên em, để sẻ chia và dù cho ai có lỗi sẽ là anh giữ chân em lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Với sự hiện diện sự quay trở lại của Mark trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai trở về sân khấu có được lời phát biểu ý kiến, xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà của hai họ, hai gia đình, vừa rồi là tất cả các nghi lễ xin dâu của gia đình họ nhà trai đã được thực hiện, và nhà họ nhà gái đã được thực hiện xong. Và sau đây tôi xin một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt, thắm tình thắm nghĩa của họ nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi. Và hôm nay giờ đây là giờ tốt đã điểm, xin phép thay mặt cho ông Nam bà Năm được xin phép được kính mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, bạn bè nam nữ thân thiết của hai cháu sẽ trở về họ nhà trai chúng tôi, đưa cháu Ngọc Lan về để làm lễ thành hôn chung vui cùng với gia đình của hai họ hai bên và chúc phúc cho các cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, và chính thức với lời mời, lời cảm ơn chân thành đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Có lẽ rằng cho chúng ta xin được phép kết lại chương trình lễ vu quy cho em Ngọc Lan và Công Phú tại gia đình họ nhà gái. Và chúng tôi một lần nữa xin được thay lời từ phía đôi bên gia đình, đỡ lời từ phía hai em, trân trọng kính mời tất cả các quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy di chuyển về phía với chuyến xe hoa mang biển số hạnh phúc đầy yêu thương, với hai cái tên thật đẹp Ngọc Lan và Công Phú trở về với gia đình họ nhà trai, cùng nhau tổ chức trọn vẹn chương trình lễ thành hôn cho em Công Phú và Ngọc Lan.
vui lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê bao ngày. Thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em gió với mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê bao ngày. Thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền, cho anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từng ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối trời,
cùng chờ đợi. Đó chính là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Đó chính là những khoảnh khắc mà chú rể và cô dâu đang hiện diện tại đây với chương trình Đại lễ Thành Hôn để chúng ta cùng chúc mừng ngày phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Ok thân mến, và những lời nói đầu tiên xin phép cho những người làm chương trình cũng như phía gia đình nhà trai xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới quý vị. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Chúc cho đôi bạn trẻ, chú rể công phú và cô dâu Ngọc Lan trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và ngay trong khoảnh khắc này xin mời quý vị chúng ta có thể dành một tràng pháo tay lớn để chương trình có thể bắt đầu không ạ? Ok thân mến, lúc này đây tại sân khấu tình yêu đang có sự diện rất là tuyệt vời của hai bác trưởng đoàn đại diện cho phía gia đình nhà trai và nhà gái. Và ngay trong khoảnh khắc yêu thương này thì chúng ta không thể thiếu được những nhân vật chính, và đặc biệt là nhân vật chính của chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là chú rể công phú và cô dâu Ngọc Lan. Xin mời đôi bạn trẻ sẽ cùng nắm tay nhau cùng di chuyển trở về sân khấu tình yêu để cùng hiện diện với hai bác trưởng đoàn được lắng nghe những lời dặn dò, những lời chia sẻ. Xin mời. Xin mời chú rể sẽ đứng ở phía khu vực giữa sân khấu. Xin mời hai bác trưởng đoàn, chú rể công phú và cô dâu Ngọc Lan sẽ cùng tiến lên phía trước một bước nhỏ để ra mắt và cúi chào tới quý vị. Xin quý vị một chào và tất cả lớn để chúng ta cùng đồng nhiệt chào đón ạ. Và để có những khoảnh khắc yêu thương này thì ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng đọng với những phút tâm tư, những phút tình cảm, với những phút chia sẻ và những phút dặn dò giao hảo của hai nhà chính thức công nhận chú rể của cô dâu là thành viên của cả gia đình. Đó chính là những lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể hội hôn, trước hết tôi xin được thay mặt cho gia đình nhà gái xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể hội hôn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa đại biểu, kính thưa quan viên hai họ, quá trình học tập công tác, cháu Phú và cháu Lan tìm hiểu được sự nhất trí của đôi bên gia đình ông Nam và Năm và gia đình ông Lộc và Nhung. Hôm nay hai gia đình, hai họ hàng chúng ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin được thay mặt cho gia đình ông bà Lập Nhung và họ gái xin được trao dâu cho gia đình nhà trai để cháu Ngọc Lan được chính thức làm con dâu của ông bà Năm Năm, và cháu Phú chính thức sẽ được trở thành con rể của ông bà Lập Nhung. Và cũng xin được chúc cho hai cháu cố gắng học tập công tác, làm tròn bổn phận dâu hiền rể thảo, và cũng mong được sự giúp đỡ của gia đình nhà trai để cho cháu Ngọc Lan của chúng tôi hoàn thành bổn phận là con dâu trong gia đình. Bởi vì các cháu tuổi còn trẻ cho nên là còn cần được sự giúp đỡ rất nhiều của bên gia đình nhà trai. Cuối cùng xin được chân thành cảm ơn ạ. Và quý thân mến, thật đúng là thông gia thì như ruộng lên bờ, bên mong được rể, bên chờ được dâu. Nhà gái đã có đôi câu, nhà trai xin đáp lại những câu ân tình. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những lời đáp từ được đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà của hai bên, hai họ, hai gia đình, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các cháu, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu Công Phú và Ngọc Lan. Hôm nay được sự ủy quyền của ông Nam và Năm và sự nhất trí của các cụ trong dòng tộc nhà chúng tôi, rất hân hạnh được thay mặt cho họ nhà trai có đôi vài lời phát biểu trong cái buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện cao quý của toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách đã có mặt trong buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, thưa toàn thể các cháu, bạn bè của cô dâu và chú rể. Vừa rồi là ý kiến phát biểu của
của bác đại diện cho họ nhà gái. Với cương vị thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin được ghi nhận những ý kiến rất là sâu sắc, rất là chân tình của bác đại diện cho họ nhà gái đã dành cho hội hôn, dành cho hai cháu. Và cũng thay mặt cho ông Nam bà Năm, thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin chính thức được xin được nhận cháu Ngọc Lan về làm dâu con trong gia đình và trong dòng tộc nhà chúng tôi, cháu dâu trong dòng tộc chúng tôi. Và ngược lại, cháu Phú là con rể của hai ông bà Lập và ông bà Nhung, và con cháu trong gia đình, trong dòng họ các cụ. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, tôi xin được chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các cụ, công, các bà đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình để đến chung vui cùng gia đình và đến chúc phúc cho hai cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cuối cùng với hai bên gia đình. Cảm ơn những lời phát biểu rất là tuyệt vời của hai bác chị đoàn đã dành tặng cho nhau. Và quý thân mến, xin được thay lời cho cả hai gia đình, xin được thay lời cho chú rể và cô dâu, xin cảm ơn hai bác và kính chúc hai bác và gia đình luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn gặp thật nhiều bình an may mắn trong cuộc sống. Và xin mời chú rể Công Phú và cô dâu Ngọc Lan có thể lui về phía sau một bước nhỏ được không ạ? Và ngay sau đây xin mời hai bác chào, mời hai bác chị đoàn sẽ cùng tiến lên về phía trước một bước và trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt và có thể cho nhau một cái ôm thật chặt để ngày hôm nay hai bên gia đình đã chính thức kết tình thông gia, hai nhà như một. Xin quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn chúng ta cùng chúc mừng. Xin cảm ơn hai bác rất nhiều và xin trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng trở lại những vị trí danh dự ở phía bên trong nhà, tiếp tục uống nước xây chầu và cùng đồng hành với tình yêu, với niềm hạnh phúc của hai nhà và chú rể Công Phú cô dâu Ngọc Lan. Và cho những khoảnh khắc yêu thương này thì xin mời chú rể Công Phú ạ, hãy nắm tay người bạn đời, người vợ của mình, đó chính là cô dâu Ngọc Lan, sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong nhà. Trước sự hướng dẫn của cha mẹ hai bên, sẽ cùng tiến gần hơn với khu vực linh thiêng nhất của gia đình chúng ta, đó chính là bàn thờ gia tiên, để làm lễ gia tiên và cáo yết tổ đường. Xin mời. Ban đầu cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm, cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh, tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết, chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Nhận lấy đính hôn của anh thật lòng, vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh trong đời anh. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dõi theo từng ngày, hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Anh sẽ chú rể và cô dâu đã chính thức là bên nhau, một là dấu ấn chủ quyền, là cô dâu đã tìm thấy một bờ vai vững chắc tuyệt vời có thể nương tựa trong suốt cuộc đời. Và quý thân mến, những tràng pháo tay chúng mình đâu hết rồi ạ, hãy dành tặng chú rể và cô dâu những tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. Chú rể có kịp thời quay ra hỏi MC là chị ơi hôn à? Vâng, hôn
chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Chú rể thân mến, trong truyền thuyết và tình yêu, người ta quan niệm rằng trong ngày trọng đại, nếu như chú rể vào thơm vào má trái của cô dâu, giờ này sang năm hai bé gái xinh y hệt mẹ sẽ chào đời. Không theo trong truyền thuyết và tình yêu mà theo trong luật của bóng đá, không chơi hai biên, oánh thẳng vào trung lộ, sút thẳng vào khung thành, chính là đầu bôi cô dâu. Một trai một gái bây giờ là vợ của chú rể rồi, tại sân tại ngõ của nhà chú rể hôn vào đâu thì tùy, đúng không ạ? Và trước khi nụ hôn nồng cháy sẽ được thể hiện thì xin mời chú rể lau mồ hôi đi ạ. Vâng. Vâng ạ, và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng quay hướng với nhau đi ạ. Và xin mời cô dâu đứng thế này thì hôn thế nào ạ? Quay một góc 37 độ 5 về phía chú rể đi ạ. Đúng rồi ạ. Và xin mời cô dâu đặt tay định vị lên chỗ nào cứng nhất của chú rể. Hàng ngày chỗ nào cứng chúng ta cầm. Vâng, vai ạ, điểm tuyệt cuộc đời cô dâu, đúng không ạ? Tôi chưa kịp nói chú rể cũng đã đặt tay lên chỗ mềm nhất của cô dâu rồi. Eo, thịt thân ba chỉ, đúng không ạ? Vâng, xin mời chú rể cô dâu ạ. Đứng xích lại gần nhau một chút xíu ạ. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Chú rể và cô dâu sẽ bắt đầu hôn nhau. Nụ hôn này sẽ kéo dài trong thời gian 10 phút. Đúng không ạ? Vâng ạ, và rất mong muốn quý vị hãy cùng đến với MC ạ. Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa ạ? Chú rể sẵn sàng chưa ạ? Ôi trời, lại lau mồ hôi thêm lần nữa. Vâng ạ, và tất cả chúng ta đã sẵn sàng ạ. 3, 2, 1, bắt đầu! Được chưa ạ? Tôi chưa kịp đến luôn. Tôi chưa kịp đến luôn ạ. Nụ hôn này có đưa tính không quý vị? Nụ hôn này có đưa tính không ạ? Bắt đầu! Bắt đầu! Bắt đầu! Xin cảm ơn, rất cảm ơn chú rể của cô dâu. Đó chính là hai nghi thức không thể thiếu được trong chương trình đại lễ thành hôn. Bởi bánh thể hiện cho sự trắng trong mật ngọt của đời, còn rượu thể hiện cho men say trong tình yêu. Và ngay sau đây xin mời đôi bạn trẻ sẽ ra, chúng ta sẽ cùng di chuyển tới những tầng bánh để chúng ta thực hiện nghi lễ cắt bánh chúc mừng hạnh phúc. Xin mời tầng thứ nhất, đó chính là nền móng khi hai bạn gặp nhau và yêu nhau. Và tầng bánh thứ hai, đó chính là tầng bánh ở phía giữa, đó chính là những khoảnh khắc ngọt ngào yêu thương nhất chúng ta đang được chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc. Và tầng bánh thứ ba, đó chính là tương lai hôn nhân cuộc sống sau này, xin chúc cho hai bạn hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Và xin mời quý vị ạ, hãy gửi về sân khấu cho các bạn trẻ với những tiết cắt bánh chúc mừng hạnh phúc bằng một tràng pháo tay lớn đi quý vị. Và xin mời chú rể của chúng ta sẽ cần tiến tới những tầng thắt ly để chúng ta thực hiện nghi lễ rót rượu song phần chúc mừng hạnh phúc. Chú rể đang run đúng quý vị ạ, hãy dùng một tràng pháo tay lớn chú rể thêm tinh thần đi ạ. Chú rể có thể xoáy ra một phần rất là nhỏ của nắp chai đó ạ. Xin mời cô dâu sẽ đứng cạnh đồng chút xíu. Rồi ạ, chú rể di chuyển ra gần bên này đi ạ. Có thể đứng tấn cũng được, đứng ở vị trí nào mà bạn cảm thấy lực vào hai tay nhé. Lắc thật mạnh, sóc thật mạnh, sóc như chưa bao giờ được sóc. Và xin mời chú rể ạ. Nào, bắt lên. Wow, rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay lớn dành cho chú rể đi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể ạ, chúng ta sẽ cùng tay trong tay để chúng ta thực hiện nghi lễ rót rượu sâm banh chúc mừng hạnh phúc. Xin thân mến, chú rể và cô dâu đang thực hiện những điều yêu thương nhất trong cuộc đời của chính chú rể và cô dâu. Những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước tính cho tình yêu thấy thấm, mật ngọt tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau. Em như một chén rượu đầy, anh chỉ uống cạn mà lòng đã say. Và nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và quý vị đã say chưa ạ? Nếu quý vị chưa say, những người phải sân khấu cho các bạn trẻ bằng một tràng pháo tay lớn đi quý vị. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Công Phú, song thân phụ mẫu của cô dâu Ngọc Lan. Cháu xin được trân trọng kính mời các bác sẽ cùng trở về với sân khấu để được đón nhận những ly rượu kính yêu, những ly rượu hiếu thảo, sự biết ơn của bậc làm con từ chú rể của cô dâu gửi tới bậc sinh thành. Và xin mời các bác. Quý vị thân mến, ngay lúc này tại sân khấu chúng ta đang được chào đón người cha người mẹ sinh thành ra chú rể và cô dâu. Và quý thân mến, người ta thường nói rằng đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và xin mời cô dâu ạ, hãy di chuyển và nâng hai ly rượu để mời cha mẹ chồng kính yêu của mình. Xin mời. Còn hai ly rượu thì xin mời chú rể và cô dâu ạ sẽ dành tặng cho nhau ạ. Xin mời chú rể và cô dâu ạ thể hiện cho mối tình thông gia và chúc mừng hai bên gia đình kể từ giây phút này đã có một thêm một thành viên để yêu thương, để hỗ về, để chăm sóc. Và đây chính là sự yêu thương của đại gia đình. Và xin được chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, luôn là bờ bến yêu thương để con cháu luôn tìm về. Và trong những khoảnh yêu thương này thì một lần nữa xin mời cả đại gia đình chúng ta sẽ cùng nâng ly lên ạ. Và xin phép MC được đếm ạ, đến từ 1 đến 3 thì tất cả chúng ta sẽ cùng cạn ly. Và xin cảm phiền tới quý vị, chúng ta sẽ cùng hô vang một tiếng chúc mừng hạnh phúc được không quý vị? Và các bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
khấu một chút xíu và hãy dành tặng cho nhau những khoảnh khắc yêu thương này, và xin mời. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc trong xa, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc dành cho chúng ta.